bà sang xong tôi đã xuyến mạng rồi. Xuyến mạng rồi bà sang xong rồi. Không chứ đang phải đưa xuống mạng chầu. Nó không bây giờ phải nước đang ngập hết tất cả các bể thì mới mua được. Nước tích quá. Nước quá. Nước dây mạng nó sẽ mua cho đi. Để bị bơm. Nhưng mà sẽ là xuyến thai xong thì có phân thai dễ mỹ dụng hậu. Bây giờ nước không đủ để mà chạy cái này. Nên cái nguồn bệnh cho đi chỉ dầu hoa sữa bình nữa gì à? Mỹ dụng sữa thai là sữa những cái khu vực khác thấy nó hơi có mùi chút xíu hả? Có mùi. Mà chắc này nó sẽ hơi đặc mùi. Cái chất này là em nói ra thử nhiều là vô sinh á, nên là chắc không ai làm được cái bộ phận mà phiên dịch ở dưới cái bộ phận bên này cũng để nước tải xuống từ sau mới bỏ chạy. Hiện tại không không nào dám kỹ sư nào dám đi nhận vận hành hết. Cái dùng cái gì acid H2O2 sắt sút oxy là trong toàn những chất axit H2O á, chứ không phải axit loãng như HCl. Mực này mà ông nào mà vợ mà đang có bầu là hít vô, hít tại vô. Vì nó có mùi môi á, nguy hiểm. Bây giờ mình lấy nước thải để mình đi kiểm tra hả? Phải đầy hết. Phải đầy hết lên thải mới lấy. Thì tại nước mình nó chỉ mới rửa thôi, nó chưa phát sinh nhiều. Sản xuất ít mà nó mới ấy không mà chưa. Ít nhất phải chạy được 3%. Ừ, nếu quay thôi. Chưa. Anh thì lúc đó mới thu được. Giờ bà sư qua cũng quản phần luôn à? Hả? Bà sư qua cũng quản cái phần đó luôn. Thì quản như giờ như là biên dịch cho sếp mà giờ ông sếp đâu có hiểu đâu. Ông sếp cứ nghĩ là mua về xong đó, đâu? Việt Nam cũng đâu đơn giản như vậy đâu. Dạ. Việt Nam mình không có đơn giản đâu mà đơn giản. Bây giờ ví dụ như Trung Quốc làm cũng được, kêu thằng Trung Quốc qua đây thuyết trình, giải trình, gỡ hồ sơ thiết kế. Phải được duyệt nha. Mình chắc chắn đưa qua thì là bán được. Chúng ta vì Hải phải lấy một cái công ty khác của Hải mà Hải cũng không lấy công ty Hải luôn. Tại vì Hải đang làm hồ sơ. Nên đụng vô nhạy cảm lắm. Lấy công ty kia rồi xong nó lấy công ty kia đột lên rồi bắt đầu gửi cho bác không biết phong bì rồi cái kêu cái hệ thống MNE mới làm. Mà trong đó lắp cái đây 2 năm rồi. Anh giúp đỡ quá chừng á. Anh là khổ anh là hắn luôn á. Theo đó bao nhiêu năm tức cũng khổ. Khổ cái sếp thì mạnh nữa. Mỗi lần mà ổng vô tới đây là ổng chạy lung tung à. Mỗi ba bản đi em. Mỗi nguyên bản là một bộ, mỗi cái diễn hai bộ, tổng cộng là ba bộ sơn. Sau này phải đứng đều hai bộ sơn. Mỗi nguyên bản cuối cùng là xong khi